Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Bon Home TV. Nếu quý vị là người yêu kiến trúc lâu đài thì không nên bỏ qua mẫu này, KT2236. Là mẫu lâu đài 3 tầng kiến trúc cổ điển vô cùng bắt mắt tại Lào Cai. Công trình có lối kiến trúc hoài cổ với nhiều hoa văn phù điêu tinh tế, quy mô 3 tầng và một khối vòm lớn mang tới vẻ đẹp đồ sộ và tráng lệ. Các kiến trúc sư đã đưa vào tòa lâu đài này giải pháp như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Tòa lâu đài Lào Cai tọa lạc trên mảnh đất vuông với khối kiến trúc được đưa về một góc của mảnh đất, khoảng mở sân vườn được ôm cua theo hình chữ L độc đáo. Công trình có hai mặt tiền đều tiếp giáp đường lớn, hệ thống tường rào được tính toán kiên cố và thiết kế điểm nhấn để giúp công trình nổi bật hơn. Trong kiến trúc cổ điển, mái vòm luôn được xem là điểm nhận dạng nổi bật nhất. Tòa lâu đài này sử dụng một khối vòm lớn trung tâm được kết nối thông tầng với hệ mái vòm của tầng 3. Một hệ mái vòm cầu kỳ được thiết kế với thân trụ có đường kính lớn. Và hệ mái này sẽ cần bắt kết cấu thép luôn từ mái man sát để tạo được khối thân vững chắc nhất. Mái vòm cổ điển được thiết kế với chiều cao hơn 4m, trong đó thân vòm cao hơn 2m. Còn lại phần mái vòm hình chiếc mũ được kết cấu theo chiều cao trung tâm là 2m. Hệ mái vòm lớn này không chỉ nổi bật bởi đường kính hay chiều cao mà còn ấn tượng bởi hoa văn đắp nổi cầu kỳ. Các kiến trúc sư đắp nổi 60 thước cột cổ điển xung quanh phần thân mái, nhấn họa tiết 40 bông hoa, chuyển tiếp phần thân với phần mái vòm. Và trên phần vòm là sự xuất hiện của 12 bông hoa đắp nổi độc đáo. Lâu đài nổi bật với hệ mái vòm cầu kỳ, những ô cửa hình dạng vòm bao quanh phần thân mái. Những chi tiết hoa văn nhỏ được đắp cầu kỳ để làm nổi bật lên hệ mái vòm của tòa lâu đài. Trên nền mái vòm ốp phần đá xanh, những đường phao trắng và hoa dây trở nên nổi bật. Cả khối mái hiện lên như một điểm kết thúc ấn tượng của công trình kiến trúc. Bên dưới mái vòm là hệ mái man sát quen thuộc. Hệ mái được dùng nhiều cho những căn biệt thự tân cổ điển. Mẫu mái này độc đáo bởi nó tạo ra được điểm nhìn đẹp cho khối kiến trúc. Tầng mái cũng có công năng hữu ích với các không gian chức năng riêng. Trong kiến trúc lâu đài, hệ mái man sát và mái vòm sẽ được kết hợp hài hòa với nhau. Lúc này mái man sát giữ vai trò là điểm chuyển tiếp của kiến trúc và mái vòm có vai trò là điểm kết thúc. Tầng 3 có nhiều điểm nhấn kiến trúc độc đáo. Kiến trúc Pháp cổ điển nổi bật với những bức phù điêu cầu kỳ. Cả sảnh chính và sảnh phụ đều có mái phù điêu lớn được đắp hoa văn ấn tượng. Hệ thống cửa sổ mái được đắp phù điêu. Bao quanh cửa sổ là những đường gờ hoa văn tinh tế. Kết nối hệ mái là những đường lan can con tiện. Ở hệ mái tầng 3, chúng ta sẽ bắt gặp toàn bộ những đặc điểm nổi bật nhất của kiến trúc cổ điển. Trong kiến trúc cổ điển, chúng ta sẽ bắt gặp được cả những thức cột. Ở công trình lâu đài này, 4 cặp thức cột vuông tròn được thiết lập song song ở khoảng thông tầng. Một giải pháp đẩy chiều cao cho khối kiến trúc cũng tạo ra một điểm nhìn thu hút cho mặt trước của công trình. Hai thức cột vuông vững chãi bố trí vòng ngoài, trụ đỡ chân cột được kết cấu vững chắc để tạo điểm chịu lực lớn đỡ lấy phần mái sảnh. Bên trong các kiến trúc sư bố trí hai thức cột tròn cô ranh với hoa văn đầu cột ấn tượng. Có thể thấy ngoài thức cột lớn thông tầng ở sảnh chính, nối thông tầng 1 với tầng 2, thì các kiến trúc sư cũng sử dụng hai thức cột này ở xung quanh các cạnh của khối kiến trúc. Sự kết hợp cột vuông mạnh mẽ với cột tròn mềm mại thanh lịch giúp điểm nhìn của khối kiến trúc trở nên thu hút hơn. Ngoài thức cột thì một điểm dễ nhận dạng của kiến trúc hoài cổ chính là sử dụng những khung vòm. Những khung vòm Baroque xuất hiện đối xứng ở tầng 1 mang tới điểm nhìn ấn tượng. Xuyên qua khung vòm, chúng ta sẽ bắt gặp hệ thống cửa phụ của biệt thự với gam màu đỏ nổi bật. Khung vòm bao quanh khối kiến trúc tầng 1 mở ra những đường nét mềm mại tạo ra điểm kết nối cho khối kiến trúc thêm ấn tượng. Chuyển tiếp lên tầng 2, điểm kết nối là hệ thống lan can con tiện. Những trụ cột vuông được kết nối với nhau qua hệ thống lan can con tiện màu sơn vàng chuẩn kiến trúc lâu đài. Chính giữa mặt trước của công trình, các kiến trúc sư nhấn bằng cách mở ra ban công hình bán nguyệt. Không sử dụng con tiện mà ở trung tâm này, các kiến trúc sư dùng lan can nhôm đúc với gam màu vàng vô cùng sang trọng. Ban công hình cong này được xem là điểm chuyển tiếp có vai trò kết nối hai khối kiến trúc hai bên. Vị trí trung tâm tầng 2 này, hệ cửa cũng được thiết kế theo dạng vòm Baroque thu hút, ba ô cửa gỗ với mặt cánh được đục chạm thủ công cầu kỳ phía trên để tương ứng với điểm vòm của khối kiến trúc. Các kiến trúc sư đã tạo ra hoa văn gỗ hình lan quạt, mang tới mẫu cửa vòm độc đáo cho lâu đài. Trên trần sảnh của ban công thông tầng, các kiến trúc sư sử dụng những khối hình học để trang trí. Trung tâm trần là một khung vòm giật gấp, ốp gỗ cắt hoa văn CNC sang trọng. Chính giữa được treo một mẫu đèn chùm cổ điển 3 tầng thu hút. Xung quanh trần là những ô vuông được ốp gỗ thu hút.
Cả khối kiến trúc nổi bật với những đặc trưng của kiến trúc Pháp cổ điển, hai sảnh phụ hai bên các kiến trúc sư cũng khéo léo đưa vào những thức cột tròn để tạo điểm nhấn. Công trình lâu đài cổ điển có hệ thống cổng tường rào được đầu tư với quy mô lớn, nằm ở vị thế hai mặt tiền, hệ thống cổng tường rào cũng được chú trọng. Những thức cột vuông được kết nối với những khung vòm và hoa văn nhung đúc sang trọng. Tại góc chéo nối hai cạnh tường, các kiến trúc sư đã tạo ra ba điểm vòm với tranh hoa đồng cuốn hút. Cổng chính được thiết kế nhôm đúc hoa văn cổ điển châu Âu, gam màu vàng sang trọng như càng làm nổi bật vẻ đẹp xa hoa của mẫu lâu đài này. Công trình lâu đài cổ điển mang trong đó vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa. Mỗi công trình kiến trúc cổ điển đều là một đặc trưng riêng. Nó mang tới khối kiến trúc ấn tượng hoài cổ, giúp công trình đẹp trường tồn cùng thời gian. Trang trí mặt ngoài khối kiến trúc lâu đài xa hoa. Với kiến trúc lâu đài, trang trí mặt ngoài vô cùng cầu kỳ bởi những hoa văn cổ điển được xem là đặc trưng của kiến trúc này. Nghệ thuật đắp vẽ phù điêu hoa văn được xem là điểm nhấn của tòa lâu đài. Cả bốn mặt của lâu đài đều có những nét đẹp riêng, mỗi mặt đều được nhấn trang trí khác biệt để tạo ra được một tổng thể của kiến trúc hài hòa, thu hút. Trong công trình này, chúng ta sẽ thấy các kiến trúc sư trang trí chính bằng hoa văn phù điêu xi măng. Thợ thi công phù điêu cũng phải là người có tay nghề rất cao và nhiều năm kinh nghiệm để có thể lột tả được vẻ đẹp của những chi tiết vặn thừng của đường gờ hoặc đắp lên những đường nét hoa văn đủ sự mềm mại, uốn lượn tinh tế. Tòa lâu đài được trang trí nhiều hoa văn cổ điển, những điểm nhấn hoa văn được lựa chọn hợp lý. Hoa văn phù điêu làm nổi bật chủ đề của khối kiến trúc cổ điển châu Âu. Những thước cột được đắp nổi, hoa văn đầu cột chuẩn theo phong cách. Bên cạnh đó, cột vuông cũng được nhấn cả hoa dây ở thân cột để tạo ra điểm nhấn khác biệt. Hoa văn đắp nổi bằng xi măng là một nghệ thuật không hề dễ dàng. Càng nhiều chi tiết hoa nhỏ, càng cần sự đắp vẽ tỉ mỉ của nghệ nhân phù điêu. Trong kiến trúc lâu đài sẽ không thể thiếu những hoa văn phù điêu đắp nổi này. Mỗi công trình sẽ được lựa chọn mẫu hoa văn khác nhau được đắp vẽ theo sự sáng tạo riêng của các kiến trúc sư cho từng công trình. Ở tòa lâu đài này, ngoài hoa văn phù điêu thì việc sử dụng lan can con tiện trang trí cũng được nhấn vào. Với hàng lan can con tiện tầng 2 được xem là tiện ích thực của công trình, nhưng hàng lan can con tiện tầng 3 lại được sử dụng để nhấn trang trí, một cách tạo ra điểm nhấn tương đồng và thế cân bằng cho khối kiến trúc. Hệ thống cửa gỗ cũng được nhấn trang trí độc đáo. Ngoài việc sử dụng màu gỗ đỏ ấn tượng thì các kiến trúc sư cũng tạo ra những đường nét hoa văn đục chạm thủ công. Cửa gỗ với hoa văn trang trí cầu kỳ không chỉ mang tới điểm nhấn cho công trình, nó còn có vai trò khơi gợi vẻ đẹp hoài cổ của tòa lâu đài này. Tiểu cảnh bồn hoa cây xanh cũng được các kiến trúc sư đưa vào để tạo được điểm nhấn cho ngoại thất. Công trình kiến trúc lâu đài ở châu Âu sẽ có quỹ đất lớn và sân vườn cũng được thiết kế cầu kỳ để có được khoảng mở không gian cây xanh. Với công trình biệt thự này, quỹ đất không quá lớn nhưng các kiến trúc sư vẫn đưa cây xanh vào vô cùng hợp lý. Ngoài hệ thống cây xanh bao quanh tường rào, hai bên sảnh chính của công trình cũng được trang trí hoa cây tiểu cảnh sinh động. Màu xanh của cây cỏ hoa lá đến gần với khối kiến trúc giúp công trình này có được vẻ đẹp bắt mắt và có chiều sâu hơn. Không chỉ có cây xanh tầng 1, trên tầng 2, các kiến trúc sư cũng bố trí những chậu cây cảnh lớn, một cách để trang trí tạo điểm nhìn đẹp cho khối kiến trúc. Công trình lâu đài này được nhấn trang trí từ cổng, tường rào đến các tầng. Các kiến trúc sư sử dụng tranh nhôm đúc, hoa văn phù điêu và những đường kẻ chỉ để tạo ra những điểm nhấn trang trí cho mặt ngoài của tòa lâu đài, kết hợp hài hòa những đặc trưng của kiến trúc cổ điển. Lâu đài hội tụ nhiều điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Các kiến trúc sư cũng tính toán hợp lý để trang trí hệ thống đèn cho công trình, ngoài những mẫu đèn chùm cho những khu vực sảnh chính, sảnh phụ. Khi màn đêm buông xuống, tòa lâu đài bừng lên với ánh sáng vàng lấp lánh, hệ thống tường rào nổi bật với đèn tường và đèn hắt, toàn bộ điểm trang trí bằng tranh nhôm đúc nổi bật cả khi trời tối. Các khối kiến trúc cũng được nhấn đèn ở sảnh, cửa sổ mái hoặc mái vòm. Nghệ thuật sắp đặt ánh sáng giúp tòa lâu đài bật lên vẻ đẹp nguy nga, đẳng. Có thể nói kiến trúc cổ điển của tòa lâu đài 3 tầng Lào Cai này vẫn là một điểm khác biệt vô cùng ấn tượng. Công trình nổi bật với bố cục hài hòa đăng đối, thêm vào đó những điểm trang trí ngoại thất cũng vô cùng thu hút. Một công trình với lối kiến trúc đẹp trương tôn cùng thời gian. Quý vị có muốn sở hữu một tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga cho riêng mình? Hãy liên hệ tới hotline hoặc Zalo 0921233456 của chúng tôi. Good Home sẽ hỗ trợ tư vấn và gửi mẫu hoàn toàn miễn phí.